vợ đấy, ok rồi đấy. Thì đầu tiên là cái bài của Thanh nhỉ. Đấy, bài này có cái em có cái thế mạnh là phát hình tốt. Đấy, đây biểu dương cái phát hình. Vào sau anh em xa mà sang bài này là rất hình khá. Tìm hình các thứ anh chỉ hướng dẫn qua một số cái bước ban đầu là cái cách tìm so sánh. Mà em dựng là tương đối sát, mà không anh không phải sửa về hình, hầu như không phải sửa. Có một cái giếng thì em hơi lung tung, cái giếng là hình nó khó. Tại vì cái giếng ấy là bản thân nó là hai cái hình edit chồng với nhau. Nó cũng hơi phức, nhìn thì đơn giản nhưng mà phát là phức tạp, như bài lấy nước phát đi phát lại bao lần mới được. Có buổi sáng. Mà không được thì vẫn còn phải hỗ trợ. Đấy. Nhưng cái gì hiếm thì khó, còn cơ bản là em phát cũng tốt. Xa gần thì anh nói qua thôi mà em nắm cũng là sơ sơ là cũng được rồi. Có mấy cái thằng ở trong sân đỉnh bé quá, bé tí. Đẹp bé quá. Như là anh bảo khi vẽ người là nó rất hay bị sai. Tại vì khi mình kiến trúc mình đưa rồi nhá, khi mình dựng hình kiến trúc đúng rồi, nhưng mà đôi khi mình cho người vào là hay bị sai ở cái chỗ là mình không định được xa gần. Thì có cái phương pháp rất là dễ là mình khi mình kiến trúc mình đúng rồi đúng không, thì mình định xa gần nó là mình sẽ để ý vào kiến trúc. Đôi khi mình không biết cái thằng này nó vị trí này nó to như nào, đôi khi ở trước nó to hay sao, thằng này nó bé này, thì mình so với cái kiến trúc này. Ví dụ như là thằng này bé thì xem nó có chui được vào nhà không, hai thằng đối tượng nó gần nhau, nó không có quan hệ với nhau đúng không. Thằng này mà to hơn cái nhà này thì nó cũng chui được vào cái nhà này. Từ đấy nó so sánh thì bé nó phải để cho nó chui được vào cái cửa này thì nhìn nó thuận mắt này, nó hợp xa gần nó đúng này. Thì thằng này thế, thằng này nó chui, tất nhiên nó chui được cái cổng này, nhưng cổng này quá là cao so với nó thì chứng tỏ thằng này nó bị bé. Tất cả các loại này đều bé này, thằng này cảm giác bò lên cái cầu thang bé quá. Để ý so với chưa so với tương quan chính với lại cái vật thể mình đã đưa vào rồi. Thì tại sao người phải bé sau cùng, phải hoàn thiện rồi mới điểm người vào. Đấy, thì tất cả mọi thứ đều phải kiểu người để thế so sánh. Nhưng tương quan chung thì nói chung thì cái bài đầu tiên này thì không đòi hỏi cao em, nhưng mà em làm tốt khá tốt, và anh cũng không phải sửa mấy, không phải động, không phải hỗ trợ nhiều. Cái phát cây cũng được, phát cây mấy cái này làm chưa được chuyên nghiệp hay là có chuyên nghiệp cũng không được, nhưng ý là cũng biết cách để làm. Đặc biệt là cái cổng này là hình tốt, là ngay từ đầu cái cổng rất rất nhiều người này cả là của Thành ở đây. Của Thành này là chính là em đã học được qua trường lớp và dựng hình rất nhiều, nhưng mà cái cổng này em bị sai quá nhiều luôn. Bây giờ thì là chuẩn này kìa, bị dựng lên xuống. Tự nhiên cái cổng này nó chưa phải là chuẩn nhưng mà nó tương đối khá so với người mới bắt đầu vẽ tranh. Trước em chưa vẽ tranh bao giờ đúng không? Đấy, chưa vẽ tranh bao giờ mà anh hướng dẫn qua mà em phát được cái này là khá. Đấy, còn mấy cái mái nhà anh bảo em làm sáng thì em cũng làm tối. Mái nhà này nó cũng âm ở trong, mặc dù là cái bầu trời với tương quan chung em nhìn rất là sáng. Nhà tối quá, nhà để thêm một tí nữa. Ok, cơ bản như này được rồi. Mấy cái này nó đều nhau, cái này thì bệnh chung của tất cả mọi người mới bắt đầu vẽ. Hai con trâu này chưa được, nếu anh hỗ trợ này khác đi còn bình thường là con này còn thêm. Mấy cái này là một tí nữa, cho sơn sơn để lấy cho nó vừa phải. Cái nhịp với là hai là cái mảng to mảng khác nhau. Đấy, lần sau nhé. Bài cơ bản là em mạnh về hình em khác nhiều bài sau này. Phát hình nó sẽ nhanh hơn. Bôi màu cũng được đấy. Bôi màu khá, màu nó vừa khá. Bài của Thành thì đập cây vẫn là yếu nhỉ. Đập cây yếu, hình thì cũng đỡ hơn là cây. Hình thì cơ bản là biết dựng rồi. Giờ đêm em còn phải ghé lại mấy thằng trẻ con lúc đầu mấy lần nhỉ? Một lần. À, lúc phát hơi to thì... Đấy, lúc phát còn một lần thôi. Đấy, như thằng này thì cũng đỡ này, được. Tầm này khả năng là vừa xong rồi. Đi vào đây thì có khi nó vẫn chui đây là vừa. Chỉ là khi nó vào đây nó ghé lại một tí nữa nhé. Vẫn ok, vẫn được. Giờ là vừa phải thì cũng là lắm được xa gần nó chuẩn hơn. Cái cây thì là cảm giác em là mấy em hơi bối rối. Đập nó chưa đúng hình. Khi nó có
một chút nó cứ bị bùng nhùng nhà vâng. Nó cứ bị bùng nhùng thế gọi là do lúc để ý lần sau với bài sau rồi mình còn thua thì anh dẫn được không thì về tự luyện anh video anh sẽ gửi cho mọi người cây của cây của hình thì chắc là cũng không phải là vấn đề khó đâu em cái giếng em nó chưa được đúng đấy nó gần giống cái giếng kia nó cứ hình nó bùng nhùng mà hình vẽ kiến trúc mà nó bùng nhùng này thì rất khó chịu nó cứ bị bới bới nó cứ khó tả cảm giác này sơ sài quá này sơ sài tất nhiên là mình làm nên mức độ là học hỏi nhưng mà cái này như lần với nó nhưng chưa đẩy ra thôi bài em chắc là như thế đâu bài của anh Phục nghe 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 có vẻ là hoành tráng hơn nhỉ chi tiết nhiều và cứ trẻ cứ quay đầu sang là nhìn thấy bài kia là cứ tá mà thôi chi tiết rất nhiều quay quắp mà nhiều thứ cũng không quay quắp ấy cái này là anh cho cái từ đầu này nhiều cái cho từ đầu này được bài này thì những một trong những bài xuất sắc ở đây rồi một trong những bài xuất sắc ấy. Anh cũng yếu về đập cây anh yếu về đập cây nói chung ở đây thì các chỉ nếu mà đập cây là chỉ có được của em của tuyến đập đúng là đập cây là khá nhất nếu mà nói về chuẩn tương quan là khá nhất đứng đôi được cái sạch sẽ rất sạch sẽ tại vì nó có thể là tranh sạch sẽ đấy mà có thể là được rèn luyện trước trong thì có thể là hơn tại vì rèn luyện được trước vài bước thôi mọi người mà rèn luyện ở trên tường luôn thì cái đập cây đập cây nó sạch sẽ và nó mỗi tội là nó cứ bị luống này ngang qua đều nhưng mà cái này thì cũng nhanh để thay đổi được lần sau em làm những cái cành nhỏ này để ý mọi người hay bị là cái cành nhỏ này hay tán hay đánh vào những chỗ sáng là nó lấp lấp cái lá rồi nó không có cành đấy không nhìn đấy chỉ được thêm những chỗ này đấy chỗ này những chỗ này những cái chỗ tối bắt đầu những cái chỗ tối thì mình bắt đầu cho ra ra được hợp lý tại vì chỗ tối là những cái chỗ cành to nó không có lá nó sấp bóng thì có cành những cành đấy thì nó cũng là cành sấp bóng nó tối nó không sáng được như này đấy, lưu ý người bé cái con đường mở để sáng mấy lần cứ quanh quanh cứ làm gì lâu vẽ chậm căn bản khi nó vẽ chậm nó cẩn thận đâm ra là nó sạch mọi người đôi khi vẽ ẩu quá không phải ẩu mà đôi khi mình sốt ruột thế là nhiều khi là nó cứ bị lấm ra xong là vẽ sốt ruột thế là bị sửa còn đều đào cây thì tốt sạch sẽ tốt nhưng mà đều cái này vừa đều vừa nát này hoa thì ngáng thế này hoa thành đáng này thẳng thế như cây lúa cái cây này em tự phát đúng không vâng em tự vẽ đấy cây này nét đường nét khá hơn đấy khá hơn rồi đấy cây chè xấu quá cái gì à cái chè chắc phải sửa lại cái chè chắc phải sửa lại xấu có cơ bản nghe là nhìn nó vui lắm rồi nhìn nói chung là chê thì vẫn phải chê thôi còn tương quan là đồng bộ là đẹp thế còn bài sau bài này thì không phải có gì đâu anh mua đâu rồi bài này để anh mua thì chết bài này bây giờ nhìn ngon nó thật là nhìn ngon cũng là ngon nhưng mà thật sự là do anh động vào nhiều quá để anh động vào nhiều quá cái bài này thì cái kia thì biết quá anh chưa động vào hỗ trợ như thế này cái này là số nhất cái này lấy cái đấy xong cái cây chuối anh động vào chưa có anh phát qua anh chỉ gầy gầy cái lá thôi còn cái này xấu nó không chưa ra cái chuối đây cây này xấu gọi là nó cũng kéo lại được cái tán cân đối tí nó không bị trùng lặp như lần trước mấy cây lần trước đâu rồi đây nhỉ đấy, như mấy cây lần trước này trùng lặp nhưng mà cái cây này nó hơi tí cây đấy tán thay đổi tí là được ôi nói chung là bây giờ là cũng nhìn cũng tươm tất rồi tầm này cũng tươm tất rồi
Nên cái bờ cỏ là anh hầu như anh động vào tháng khá rồi. Cái đường chân trời của em là lỗi nặng nhất ở đây. Đường chân trời nó như từ vùng cao. Sao này nào mà đấy bảo thợ sơn ke giỏi lắm các bạn. Đường chân trời, đường chân trời nó lượn như rồng. Thế là nó thẳng hơi tại em cứ sửa là bạn thế bảo em thợ sơn ke thẳng lắm. Thợ sơn một giây. Rồi, lúc đầu là tâm mà. Thôi nói chung là treo lên đây là nhìn tổng thể cái này thôi thì nó cũng hơn kém lắm, không đáng mấy. Bài cao nhất này. Có biết rồi. Bài cao nhất thì là vẫn bị nói chung là hình yếu thôi. Hình yếu anh là hình yếu nhất. Yếu nhất ở lớp. Mà cái này xấu quá. Cái này được cho đây. Thằng này anh để nguyên cái cánh đầu bài thôi. Đường người dân mà lúc đầu em đã bảo rồi, những cái đường bờ vùng này, những cái đường trên bờ này nó phải có những bụi cỏ lên, hoặc là người xa này nó nhỏ thôi, xong anh gần thì bé hơn là xa nó bé thôi, xong là nó hút đây là nó hút vào bé rồi nó đoạn gần bờ nó to ra mà nó có những cái bờ cũng được một trời đây bé này anh làm như cái tia sét này đúng không, cái dễ cây thì còn chấp nhận được cái đường xấu. Thôi người nó các cứ hình yếu thì phải luyện thêm nhiều cạnh thêm cái này, nhưng cái này còn đỡ hơn chính này, nhìn cũng bừa bãi nhưng còn đỡ hơn của tuyến vừa bụng mặt xong nó đấy lại nhìn nó thẳng hàng nhau của anh cũng gì đấy, của người phục cũng gì đấy, ta cũng phải thay đổi tí, nhưng tại vì cái của anh nó đỡ hơn là cái tán trên nó có cái độ cổ chuyển cũng đỡ hơn, nhìn tương quan đỡ hơn, nhưng mà của em thì nó lại sáng đều quá nó bếp. Đây cái đám cây này nè, đám cây này, cái cây này lúc này tôi đập một tí lên cho nó, cây này nó mọc từ cái cành này. Bằng cách là mình phát sau thì mình phải nhúng ra cái lá ăn lên thì nó mới đi vào trong, đây nó đi nổi ra ngoài, nhìn này như kiểu cắm lên cái ngọn cây này. Đấy, mấy anh thấy nước rồi. Anh lưu nhá, không bao giờ được nhá, cái cành cây vào những lùm mà đẩy sáng nhá. Lúc nó đẩy sáng rồi, thì nó đẩy sáng rồi, xong anh lại cứ mấy cái chân gà kẽ ra từ đây. Hỏng hết rồi. Đấy, là anh cứ đập như này, anh đập được không? Anh đập hay ai đập? Em đập. Ai đập? Anh đập hay em không đập rồi, ai đập? Anh đập. Ngược cái này đấy, bắt anh ngược này. Ngược tay đấy. Đấy, nhiều khi xuất thần đấy. Còn cái búi tre này tính nha, búi tre này em hỗ trợ nha. Búi tre này tính. Chỗ này đẩy lên thêm một tí nữa đẹp đấy, anh đẩy cái búi này như này nha. Đấy, sau cái nhận xem anh đẩy cái búi này. Như này nha, ngược cái đấy, cái này nhìn nó còn có khối. Anh cứ làm một mảng, cái này là xong anh làm một mảng sáng đập tung lên đấy nha. Là được, cây thì thôi mình nhận xét tại vì là em thích rồi. Mỗi cái tán cây, cái thân này thì cũng được, thân này nhìn được. Nhìn cổ quá thì được. Quán nước chè này cũng tính này, cái thân này với cái tán này là cá nhân em thích. Cái đường này hỏng này. Cái đường này của anh là nó cũng như là cao quá. Mọi người đa số bị hỏng cái đường nhiều. Thằng em kia thì mất hết rồi. Đa số mọi người bị hỏng cái đường này mọi người là sau làm thấp xuống là một, thứ hai là nó phải có lên có xuống, lên có xuống thì nó thể hiện cái cây xa, cái chỗ có cây cổ thụ. Chỗ đấy nó cao thì phải đẩy thêm mấy ngôi nhà con sửa lại. Được, anh có thời gian để đẩy thì quá sâu luôn. Nhưng mà anh phải đẩy cái đường hình này, nó không có hình, anh phải lên lên xuống này. Đấy là sau anh nhớ là sau anh đẩy sáng một tí nhá. Anh đẩy sáng anh đừng phải chèo chéo để sáng được. Sáng được anh lấy rồi đặt hàng để nó trượt sang đây thì nó để lại cái tối đây nhá. Mọi người hay bảo là để sáng đường hay quét sáng hết rồi nó hỏng, nó thí cái rót đèn của mình lại phải làm lại. À còn cái nữa là bóng đổ ai sửa cho đèn anh ở đâu anh? Bóng đổ của con trâu đấy, em làm bóng đổ kiểu gì như gạt nước cầm cái bút
gầy gầy thế này, nhìn như kiểu gạt nước ấy. Bóng đổ không làm thế, bóng đổ thì làm nếu muốn đổ với hướng nào thì mình chéo hướng đấy, nhưng phải di từ cái chân của nó. Như chó thì là không đúng rồi, chó thì là nó đang nhảy cẫng đấy, cái bóng đổ nó phải từ cái chân của nó thôi. Cái bóng đổ này, cách chân thì chứng tỏ là nó không đứng vững đất. Chó đi theo bà già, cứ đi đấy, nó nhảy cẫng đấy. Thế nên là hình cái khối mà nó đi với nhau nó mới tạo ra ra hình thể. Cái nhà nó hơi nghèo. Còn cái này của anh thì cắt nguyên cái này ra là giống cho em vô phái này. Cắt nguyên cái này của anh là giống cho em bùi được phái luôn. Màu bùi được phái, cái cục sâu. Để thấy một đấu giá. Đấu giá thì thôi rồi đấy. Anh cắt nguyên này đấu giá, còn cái này thừa anh vứt cho em nhé. Thôi thế rồi. Thế còn cái tán cây này thì đập nó tung tung. Tán cây này chưa được. Thừa. Không phải thừa. Đập tự nhiên hai cái độ nó bị thủng. Tự nhiên thằng này, thằng tối này lên thằng sáng luôn, chả thấy thằng trung gian đâu. Thủng. Ok, ăn cơm xong em còn cái gì sang sửa nốt cho ít cánh diều với cả cò bay vào. Rồi, để nghe vì cáo ăn hôi rồi đi ăn cơm.